everyone. Today we continue the grammar course in English 6. The subject today is adverbs of frequency and question how often. Xin chào các em. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục các điểm ngữ pháp của tiếng Anh lớp 6. Chủ đề hôm nay là trạng từ chỉ sự thường xuyên hay còn gọi là trạng từ tần suất và câu hỏi how often. Now everybody, let's watch a video. I always read. I usually go out to eat. I sometimes cook. I hardly ever wash my car. I never go camping. How often do you? How often do you fish? I always fish. I usually fish. I sometimes fish. I hardly ever fish. I never fish. Now everybody, we move on the first part. Number one, adverbs of frequency. Đây là các trạng từ thông dụng của chương trình tiếng Anh lớp 6 chúng ta. Always, luôn luôn. Usually, thường xuyên. Often or often. Chúng ta có hai cách đọc ở từ này. Sometimes, thỉnh thoảng. Never, không bao giờ. Đây là các trạng từ mà chúng ta thường hay gặp nhất. Còn đây là tần suất của các trạng từ khi chúng ta sử dụng cho các hành động. Always, đây là hành động chỉ sự luôn luôn lúc nào cũng có, đạt đến 100%. Tiếp đến usually, 90%, frequently, 80%, often, 70%, sometimes, 50%, occasionally, 30%, seldom, 10%, rarely, 5%, và never, không. Các bạn lưu ý cho cô, ở đây cô cho thêm một số trạng từ, đó là frequently và occasionally, seldom, rarely. Seldom và rarely là hai trạng từ mang nghĩa là hiếm khi. Now we move on the uses of adverbs of frequency. Trạng từ chỉ sự thường xuyên diễn tả mức độ của hành động, mức độ thường xuyên của hành động, thường thường, luôn luôn, ít khi. Example: John is always on time. Peter rarely eats breakfast. Trạng từ chỉ sự thường xuyên được dùng để trả lời câu hỏi với từ how often. Example: How often is John on time? How often does Peter eat breakfast? Now we move on to the position of adverb of frequency. Chúng ta chuyển đến vị trí của trạng từ chỉ sự thường xuyên. Vị trí thứ nhất đó là đứng sau động từ to be. He is always modest about his achievements. Anh ta luôn luôn khiêm tốn với những thành tựu của mình. Vị trí thứ hai, đứng trước động từ thường. I usually have to remind him of his family. He sometimes writes to me. Vị trí thứ ba, đứng giữa trợ động từ và động từ chính. I do not often go abroad. You should always check before handing in your paper. Các trạng từ chỉ thường xuất trừ always, hardly ever and never còn có thể xuất hiện trước đầu câu và cuối câu với mục đích nhấn mạnh. The teacher gives us an assignment usually. Usually, the teacher gives us an assignment. Now, look at some model sentences. Ba and Lan sometimes go to the zoo. They go about 3 times a year. They often go to the park. They go about twice a week. They sometimes have a picnic, but not always. They usually play sports, but sometimes they fly their kites.
They never go camping because they don't have a tent. They always work to school and they are never late. They always do their homework. Now everybody, we move on the second part of the grammar today. Question, how often? Now look at the model sentences. How often do Ba and Lan go to the zoo? They sometimes go to the zoo. How often does she work to school? She always works to school. Từ hai câu hỏi và hai câu trả lời trên, chúng ta lưu ý cho cô trạng từ. Sorry, chúng ta lưu ý cho cô trợ động từ và động từ chính trong câu. Câu thơ hỏi thứ nhất, chúng ta có trợ động từ do, bởi vì chủ từ của ta là Ba và Lan, nên động từ nguyên mẫu. Và câu trả lời, chúng ta giữ nguyên động từ, bởi vì chủ từ chúng ta là số nhiều. Và câu hỏi thứ hai, chúng ta lưu ý cho cô trợ động từ does và work, bởi vì chủ từ của chúng ta là she, ngoại từ ba số ít. Và câu trả lời, chúng ta chia lại động từ works thêm s vào. Và từ hai câu ví dụ này, cô rút ra cấu trúc của câu hỏi how often như sau. How often plus do or does plus subject plus verb infinitive. Subject plus adverb of frequency plus verb s or yes. Or the other answer. Subject plus verb s yes plus number plus times plus a plus time period. Trong các câu trả lời của câu hỏi chỉ sự thường xuyên, chúng ta có cái phần trả lời thứ hai, đó là number times a period time. Các bạn lưu ý ở đây time period, đây là danh từ số ít. Chúng ta có không dùng những trạng từ chỉ sự thường xuyên như là sometimes, always, often. Chúng ta có thể sử dụng các từ chỉ số lần chúng ta thực hiện hành động đó. Three times, four times, or every. Chúng ta đi với cột mốc thời gian every day, every week, every month, every year. Và các bạn lưu ý cho cô, ở đây chúng ta không dùng one time, mà chúng ta sẽ dùng once. Chúng ta không dùng two times, mà chúng ta dùng twice. Now look at the example. Ba and Lan sometimes go to the zoo. Chúng ta có rút ra được câu hỏi như sau. How often do Ba and Lan go to the zoo? Bức hình thứ hai, they often go to the park. Chúng ta đặt câu hỏi như sau. How often do they go to the park? How often do they play sports? They usually play sports, but sometimes they fly the kites. How often do they go camping? They never go camping because they don't have a tent. Another example. How often does Ba go to the zoo? He sometimes goes to the zoo. He goes about three times a year. How often does Lan go to the park? They often go to the park, or they go about twice a week. How often does he play sports? He usually plays sports, but sometimes he flies the kites. How often does she go camping? She never goes camping because she doesn't have a tent. Now we move on to the practice. Number one, rewrite the complete sentence using the adverb of frequency in brackets in its correct position. Chúng ta hãy đọc lại các câu hoàn chỉnh sau và sẽ chèn những trạng từ mà cô cho trong ngoặc vào đúng vị trí nhé. Number one, they go to the movies.
She listens to classical music. He reads the newspaper. Tom is very friendly. He feels terrible. I go jogging in the morning. Frank is ill. She helps her daughter with her homework. Raymond and Frank are hungry. They watch TV in the afternoon. Với câu thứ nhất, chúng ta thấy có động từ thường là go. Chắc chắn trạng từ sẽ đứng trước động từ thường. Chúng ta có đáp án như sau. They often go to the movies. Với câu thứ hai, chúng ta cũng tương tự như câu thứ nhất, listens, động từ thường. Chúng ta sẽ chèn rarely đứng trước listen. She rarely listens to classical music. Câu thứ ba, chúng ta làm tương tự. He sometimes reads the newspaper. Đến câu thứ tư, chúng ta thấy có động từ to be. Vì trạng từ phải đứng sau động từ to be, cho nên chúng ta có đáp án như sau. Tom is usually very friendly. Với câu thứ năm thì cũng giống như câu những câu đầu 1, 2, 3. Chúng ta có kết quả như sau. I always go jogging in the morning. Và câu thứ sáu tương tự như thế. She never helps her daughter with her homework. Với câu thứ bảy, nó lại giống câu thứ tư, có động từ to be là are, cho nên trạng từ chỉ sự thường xuyên sẽ đứng sau động từ to be are. Raymond and Frank are often hungry. Với câu thứ tám này, chúng ta thấy có động từ thường là watch. Chúng ta sẽ đưa trạng từ chỉ sự thường xuyên đứng trước watch. They never watch TV in the afternoon. Và tương tự như thế đối với câu 9. He usually feels terrible. Và câu 10, động từ to be, trạng từ thường xuyên sẽ đứng sau be. Frank is often ill. Practice number 2. Make question and answer using how often. Chúng ta sẽ đặt câu hỏi và câu trả lời sử dụng từ how often. Với các hành động được cho, với các chủ từ được cho và trạng từ chỉ tần suất ở đây, chúng ta có các câu trả lời như sau. Với câu hỏi thứ nhất, chúng ta có How often do you have a picnic? I have a picnic once a month. Và number 2, How often does Mary do her homework? She always does her homework. Number 3, How often is he late for school? He is never late for school. The last one, how often Anne have her mom? She has her mom 3 times a week. To summarize, I give here adverbs of frequency. Always, usually, frequently, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, never. Để tóm tắt lại bài học hôm nay, phần đầu tiên chúng ta có đó là trạng từ chỉ sự thường xuyên. Và phần thứ hai chúng ta có cấu trúc câu hỏi how often. Now, time for our lesson today is over. Thank you for your attention, and I hope you all of you can understand the lesson and can apply it in during your homework perfectly. Bye bye. See you soon.